Tông chủ Lăng Vân Tông sau khi nghe thằng con báo là, bên phía lôi nguyên kiếm Tông có viện trợ, ông ta định đi gọi lão tổ, tên con trai lập tức can ngăn mà nói, cha Diệp Huyền sẽ không tới đâu, dựa theo tin tức hắn đã tiến vào đạo thư viện, dưới sự đề cử của lôi nguyên kiếm Tông rồi, gia chủ Lăng Vân Tông nghe thế thì trầm ngâm, đến vạn đạo thư viện rồi, xem ra bọn chúng còn chưa biết kẻ đứng sau là chúng ta, ông ta bày ra bộ mặt nham hiểm mà nói, có điều vẫn phải nghĩ cách nhanh chóng diệt trừ tên Diệp Huyền này, nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể diệt trừ được lôi nguyên kiếm Tông hoàn thành kế hoạch lớn trăm năm của lăng vân tông ta lăng dương hắn ta quan ngại mà nói lại nói thì thế nhưng vạn đạo thư viện siêu nhiên thế ngoại độc lập ngoài thập đại tông môn chúng ta không nhúng tay vào được tên gia chủ hắn ta cười lên nham hiểm ai nói chúng ta không nhúng được những năm qua lăng vân tông chúng ta cũng đề cử không ít đệ tử cho thư viện tuy đa số đều không ra sao nhưng cũng có cường giả trở thành đệ tử tinh anh của thư viện lăng dương vội hỏi lại cha lẽ nào người nói vị sư huynh kia của ta nhưng huynh ấy sẽ giúp chúng ta đối phó với diệp huyền sao Lăng Vân Tông chủ càng biến thái hơn ông ta nói, vị sư huynh này của ngươi cao ngạo tự phụ, chúng ta chỉ cần cho hắn biết, Diệp Huyền được người ta xưng là đệ nhất thiên tài Bắc Hoang, hắn đương nhiên sẽ ra tay giúp chúng ta. Khung cảnh chuyển đến Vạn Đạo thư viện, đây chính là Vạn Đạo thư viện siêu nhiên độc lập một phương, ở đây không ít người đã đến rất sớm rồi. Đường Vân cũng thế cậu dựa theo đề cử của Lôi Nguyên kiếm tông mà đi đến, cậu nhìn bốn chữ khắc trên bia đá không khỏi suy nghĩ, dám đặt tên Vạn Đạo thư, thư viện này chắc có lẽ có mấy phần nội tình. Hy vọng số lượng công pháp bên trong đừng khiến cho cậu thất vọng, thình lình còn có một tên cường đại đáp xuống gây chấn động lớn, vừa đáp đất hắn ta giới thiệu bản thân hắn tên là Lâm Khôn, lớp trưởng của lớp chiến đấu ở Vạn Đạo thư viện, các ngươi có thể gọi ta là Lâm sư huynh, ta phụ trách tiếp dẫn tân sinh khóa này nhập học, tức thì đám người nhanh chóng bu đến hành lễ, dự kiếm Lâm sư huynh, từ bên trên hình như còn một nữ nhân nữa đang đi xuống, cô ta là Dương Thải Ngọc, đám người bị vẻ đẹp căng mọng của cô ta hớt hồn lấp đầy khoảng trống, đến cả Diệp Huyền cũng không khỏi cảm thán cô ta không tệ. Thấy người đến Lâm Khôn hỏi cô ta tới làm gì, hôm nay hắn là người được học viện sắp xếp tới tiếp dẫn, Dương Thải Ngọc tươi cười mà đáp, "Lâm sư huynh cứ mặc ta, ta chỉ tới giúp thầy xem thử có hạt giống nào tốt không thôi." Lâm Khôn liền bác bỏ ý kiến của Thải Ngọc, "Đừng lãng phí sức lực nữa, cho dù có hạt giống tốt cũng sẽ vào lớp chiến đấu chúng ta, không thể chọn lớp luyện khí vô dụng của các ngươi đâu." Lâm Khôn hắn quay xuống mấy người mà quát lớn lên, "Đám tân sinh các ngươi theo ta, nghi thức đầu tiên tiến hành nhập viện bái viện trưởng." Diệp Huyền im lặng nghe ngóng tình hình. Lớp luyện khí và lớp chiến đấu xem ra phía sau còn phải chọn lớp nữa. Ngay sau đó, mọi người đi đến trước một tượng đá khổng lồ, ai cũng há hốc mồm với sự to lớn của bức tượng đó. Lâm Khôn giới thiệu đây chính là người sáng tạo Vạn Đạo Thư Viện, người đầu tiên cũng là viện trưởng duy nhất, Lý Thanh Phong đại nhân. Nhìn bức tượng Diệp Huyền hình như có quen biết cậu thầm nghĩ, hóa ra Vạn Đạo Thư Viện là người sáng lập, năm xưa ngươi thích đọc sách bây giờ đã sáng lập thư viện rồi, cũng coi như không quên sơ tâm. Lâm Khôn nói mọi người, trước khi bái viện trưởng, nếu trong số các người có kẻ có ý đồ bất chính đối với thư viện thì nhân lúc này rời đi nếu không bái xong các ngươi sẽ chết nếu như không có ai chủ động rời đi thì bắt đầu đi đúng thế nếu không có ai lòng dạ bất chính tự mình không nói ra thì ai mà biết được lập tức mấy người cùng nhau hành lễ bái kiến viện trưởng một đạo tâm sáng trói chiếu từ bức tượng đá lớn tỏa ra mấy tên phía dưới bất ngờ không hiểu đây là chuyện gì nhanh chóng đã có mấy tên bị đánh cho hẹo rồi mấy người không bị ảnh hưởng nhìn cũng đến ngây ngốc không hiểu đây là chuyện gì khói bụi tan đi hai tên bị đánh hẹo vậy mà lại là lăng yêu và hồ yêu hóa thành Mấy người lúc này kinh ngạc không thôi, sao lại có yêu tộc trà trộn vào đây? Diệp Huyền nhìn qua là biết đây chính là hạo nhiên chính khí, không ngờ tên kia cũng đi ra khỏi đạo của cậu. Lâm Khôn tiếp tục nói, trên tượng có một tia đạo ý của viện trưởng đại nhân, bất cứ kẻ nào có lòng dạ xấu xa đối với học viện đều sẽ bị đánh. Về nguyên hình, hộ vệ học viện đâu áp giải hai tên yêu tộc này về chấp pháp đường, cứ như thế hai con yêu thú giả dạng bị kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mấy người. Dường như Diệp Huyền lúc này đã vấp phải sự chú ý của Lâm Khôn, lâm khôn hắn liền hỏi tại sao vừa nãy chỉ có cậu là không chịu bái viện trưởng nhận được câu phủ định tỉnh bơ tại sao phải vái của diệp huyền lâm khôn hắn ta bừng lên trí khí chỉ tay vào cậu mà nói không dám bái viện trưởng có nghĩa là đồng loại với hai con yêu vật kia không muốn gây rắc rối diệp huyền chỉ đành vái bức tượng kia vậy ngay khi diệp huyền vừa vái bức tượng kia bầu trời biến sắc nhanh chóng một đạo lôi cực mạnh xuất hiện đạo lôi trực tiếp đánh thẳng xuống bức tượng đá khổng lồ của lý thanh phong này thì đúng là lâm khôn báo quá báo rồi đi kêu lão đại của viện trưởng đi bài hắn ta thì không toang mới lạ lâm khôn trợn còn con mắt suýt thì rớt ra ngoài dương thải ngọc cũng không thể giấu được sự hốt hoảng nghiệt ngã đáng sợ đồng thời lúc này ngoài vạn dạng một nơi u ám nào đó người đàn ông này chính là lý thanh phong hắn ta đang phải chiến đấu với một con rồng to lớn lý thanh phong kết ấn chuẩn bị xuất chiêu nghiệt xúc ngươi không chạy được nữa đâu còn chưa ra chiêu thì một dòng xét cực lớn cũng đánh xuống ngay cạnh hắn ta lý thanh phong nhất thời lo là con rồng kia nhanh chóng tận dụng cơ hội để bỏ chạy thanh phong xúc động ngửa mặt lên mà cảm thán không sai mình không cảm nhận sai chính là khí tức này chính là hắn ta hắn ta quay về rồi sau khi bái bức tượng của lý thanh phong bị chém làm đôi khiến cho mấy người phía dưới ồn ào cả lên lâm khôn nhìn diệp huyền mà nghĩ hóa ra tên đó chính là thiên tài diệp huyền của lôi nguyên kiếm tông mà lăng thắng nói mặc dù không biết hắn làm thế nào mà vỡ được bức tượng nhưng mà vừa hay ta có thể dùng lý do này để giết hắn quang minh chính đại thiên tài số một bắc hoang chính là ta mang theo sát tâm diệt trừ diệp huyền tên lâm khôn hắn ta lao lên tiểu tử ngươi dám cố ý phá hoại bức tượng viện trưởng sao diệp huyền khịt mũi cái này ta hỉ bái hắn một cái theo như lời ngươi nói thôi trong lòng diệp huyền đang chán khi mà ông cháu kia không thể nhận nổi một vái của cậu lâm khôn hắn ta triệu hồi vũ khí ra lao lên mà lớn giọng hỗn sực lại dám dùng từ hắn để gọi viện trưởng đại nhân ngươi đã phá hủy bức tượng viện trưởng còn không tôn trọng ngài ấy một chút nào chắc chắn ngươi là gian tế do yêu tộc phái tới nói ngay có phải hay không đây là lâm khôn đang gắp lửa bỏ tay người sao diệp huyền nhìn tên lâm khôn thầm nghĩ mặc dù là cậu làm bức tượng bị hỏng thật thế nhưng cứ có cảm giác tên này đang chụp cho cậu một cái mũ vậy, không thấy người đáp lại Lâm Khôn lao lên, không nói coi như người mặc nhận nhé, ta sẽ phế tu vi của ngươi giao cho chấp pháp đường, nhìn tên Lâm Khôn đang chém tới Diệp Huyền vẫn không ý ới gì, cậu chỉ hơi phiền mà thôi cậu chỉ muốn đọc sách mà lại rắc rối quá, thình lình một thanh kiếm phi ra chặn lại công ích của Lâm Khôn, hai lực đạo chạm vào nhau bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Diệp Huyền hỏi chấm bản thân lẽ nào không cần ra tay sao? Lâm Khôn nghiến răng hỏi Dương Thải Ngọc tại sao cô lại cản ta? Lâm sư huynh chuyện này có điểm đáng nghi có thể đợi lão sư đến rồi mới xử lý, không. Lâm khôn chế kiếm vào thải ngọc, dương thải ngọc liên quan tới gian tế yêu tộc không cho phép cô dùng lòng dạ đàn bà. Ở đây, tránh ra nếu không đừng trách ta không để mặt cô, chính vì liên quan tới gian tế yêu tộc nên mới không cho huynh tùy tiện ra tay. Lỡ giết nhầm người tốt chúng ta làm sao mà ăn nói với lôi nguyên kiếm tông, lâm khôn lại càng già mồm mà gào lên xem thường, chỉ là một môn phái nhỏ bé thì cần gì ăn nói gian tế yêu tộc thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu như cô cứ muốn bảo vệ hắn, thì ta chỉ đánh bắt cả cô thôi, tên lâm không đang đắc chí trong lòng, thuận tiện thì phế luôn cả Dương Thải Ngọc, để cô ta trở thành của riêng hắn nhất cử lưỡng tiện, Dương Ngọc còn định phân mua thì Diệp Huyền đứng lên cản cô lại, cảm ơn sư tỷ này nhứ nhưng mà cứ để ta đi, sư đệ bây giờ không phải là lúc ra vẻ, tự ngươi đến. Lâm khôn hắn ta tỏ thái độ xem thường, thật không biết là dũng cảm hay ngu xuẩn, bùng phát khí tức bản thân mạnh hơn hắn ta hưng phấn, Chắc ngươi không phải nghĩ có thể qua hai chiêu trong tay ta chứ? Mấy cháu đệ tử đứng bên ngoài thì cũng không xem Diệp Huyền ra gì, bọn họ nghĩ cậu không thể nào đấu lại được cường giả Dương Cảnh tầng 5. Diệp Huyền vẫn thờ ơ mà đáp, Dương Cảnh tầng 5 đúng là khiến người ta kinh ngạc. Lâm Khôn hắn vội cắt lời, kinh ngạc dùng từ sai rồi hả? Ngươi phải nói là sợ hãi mới đúng, nhưng mà không cần sợ nữa, ta sẽ cho ngươi cảm nhận một chút sự bá đạo của thực lực Dương Cảnh tầng 5. Vừa nói tên Lâm Khôn vừa dí kiếm chuẩn bị chặt lên cổ của Diệp Huyền. Mình là HM Kagori Review chuyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Phần 3 đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.